Xin kính chào các thượng văn đế. Bây giờ là 14 giờ 15 phút. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2023. Báo cáo tình hình để các thượng đế được vui cái bụng. Đây là nguồn âm ly, địa chỉ đến thôn Phú Hòa, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Đây cũng là nguồn âm ly, địa chỉ đến khu phố 3, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Còn đây là băng cassette 10 cuộn băng Sony HF90. Nội dung chương trình thì thâu theo yêu cầu 60.000 đồng một cuộn, 10 cuộn là 600.000 đồng. Địa chỉ đến khu 8, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Đây cũng là băng cassette, địa chỉ đến xã Hoàng Đồng, Lạng Sơn City, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Trân trọng cảm ơn các thượng đế trên giải trí S đã gửi chọn niềm tin vào số máy 0368888479. Còn bây giờ, xin thưa với lại các thượng đế, trước khi lắp vào, bao giờ cũng vậy, trước khi lắp vào thì cũng vẫn làm một cái video quay lại để cho mọi người xem nội thất bên trong nha. Đây là chiếc đài Sony có model CFSB5SMK2. Chiếc đài này ăn điện 220V, tình trạng hoạt động sau khi cho ăn điện. Về phần radio, băng sóng AM có một sóng trần vân ép, còn băng sóng FM thì thôi khỏi phải bản, nó trong veo, trong như nước mưa. Trong quá trình dò sóng, rất dễ dò sóng. Đấy là về phần radio. Về phần băng cassette, trần văn chuẩn. Thóc thì trần văn thấp. Mình đã dùng cái phần mềm chuyển đổi từ thóc sang tiền Việt Nam đồng để chúng ta giao dịch cho nó dễ. 450.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Và cũng xin thưa để các thượng đế trên giải chữ S được hoan hỉ. Chiếc đài này đã được một người thượng đế ở tỉnh Bình Định, ở huyện Phu Cát, tỉnh Bình Định. Ngài đã Trần Văn Chốt nha. Ngài đã Trần Văn Chốt. Ngày hôm qua, ngài đã đặt cọc cho mình 100.000 đồng rồi. Trân trọng cảm ơn ngài. Video sau thì sẽ test trước khi lắp vào, soi lại một lần nữa. Những cái mẫu đài như thế này mình không có nhiều, nhưng đang có khoảng tầm 60 chiếc nha. Đang có khoảng tầm 60 chiếc. Đấy, nên là mà thóc nó cũng chỉ thế thôi. Còn con nào là Mỹ đài thì 600, 650. Còn con này không đạt Mỹ đài nha. Mỹ đài thì nó khác và đài nó khác. Đây này, loa đây này. Đấy, Sony này 2.84W này, ký tên vào đây rồi. Khang 1861 vào đây rồi nha. Đấy, dây dọ thì nhà sản xuất người ta đi dây như thế nào, mình lại đi dây lại như người ta. Đấy, chiếc đài này mình đã tắm rửa vệ sinh rồi nhá, đây. Đấy, ký tên đây rồi. Đấy, đây là loa nhá. Ok, bỏ đây. Ta xoay nốt cái phần máy. Đây là phần nguồn đây. Bao nguồn đây. Đấy, bao nguồn này. Còn đây là bộ cơ. Đây là bộ cơ. Đây là bộ cơ. Cơ này thì bánh răng nọ cọ vào với lại bánh răng kia nên nó rất chi được khỏe. Đấy, chỉ có cái model này thì cái hãng Sony người ta thiết kế nó không có con ốc chỉnh đầu từ. Đây, bộ cơ này bằng nhựa dính keo luôn. Không chỉnh đầu từ nhá. Cái đài Sony cửa A đài Sony 715 cũng thế này. Đài Sony 1030, 1033, 1133 cái bộ cơ đầu từ ấy cũng không chỉnh được nha. Đấy. Thế nhưng mà người ta chỉnh chuẩn rồi. Còn thông thường là những cái chiếc đài khác là người ta có thiết kế con ốc vít để bắt cái đầu từ nha. Đây là phần radio. Radio thì trong veo, trong như nước mưa. Model đây, CFSB5SMK2 đây. 450.000 đồng cho một chiếc đài chạy điện 220V. Anten zin. Anten zin, anten lò nhựa. Nắp pin vẫn còn nha. Một mức thóc rẻ nhất quả đất, không thể rẻ hơn được. 450.000 đồng chiếc đài ăn điện 220V. Thế mà radio thì lại 108 nha. Mà lại trong veo, trong như nước mưa, băng cassette thì Trần Văn Chuẩn. Đúng là một mức thóc rẻ nhất quả đất. Thôi xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Merci. Merci beaucoup.